Hôm nay mình xin giới thiệu một bộ đồ chơi của em Hoàng Quynh nè. Đây là một khu vườn giam giữ những con khủng long từ thời tiền sử. Đây là một con khủng long mọc cánh rất là hung dữ. Trong đây còn có những cái con nhỏ khác và còn rất nhiều thứ khác như là một con ếch khổng lồ hay là những tán cây khổng lồ. Các bạn có thấy đẹp không? Với lại ở ngoài còn có những hàng rào gai điện và còn có những người lính canh nữa đó. Các bạn nào thích thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết đi nha. Rồi đây là chiếc xe chuyên chở những chiếc xe bốn bánh bị hư hỏng hay là bị gì đó, nó có thể chở đến tiệm sửa xe hoặc là đi bán ở khu nào đó. Các bạn nào biết và thấy hay thì like và subscribe cho mình nhé. Tiếp theo mình xin giới thiệu một chiếc xe bồn có thể chứa xăng, xăng nước hoặc là một số chất hóa học khác, vân vân. Sau đây mình xin giới thiệu một chiếc xe máy ủi chuyên làm đường, đất, đá và rất là tiện cho đời sống của chúng ta. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Nếu đẹp thì các bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Xe máy ủi này có màu vàng và có bốn bánh, có một chiếc càng rất khỏe. Chiếc xe chở khách hàng có 45 chỗ, rất là tiện cho đời sống. Ai muốn đi xa hoặc đi du lịch thì cứ đi xe này vì xe này chạy cũng rất nhanh. Bạn nào thích thì hãy bình luận phía dưới nhé. Và đây là một cái xe khách có màu xanh rất là đẹp luôn. Còn đây là một chiếc xe cảnh sát có màu vàng thẫm và có hai cái đèn ở trên đầu xe. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Xe cảnh sát để bắt những tên trộm và chuyên ăn cắp để giam hắn vào tù. Các bạn thấy hay thì bình luận phía dưới nha. Đây là một chiếc xe chở người rất là đặc biệt. Xe này có thể chở người các bạn có thấy đẹp không? Màu rất là sặc sỡ. Các bạn có thích không? Xe này thực ra còn rất nhiều cái khác như là
như là chở những người già yếu. Tiếp theo mình xin giới thiệu một chiếc xe đua rất là đẹp. Chiếc xe này có thể chạy rất là nhanh. Nếu các bạn thấy đẹp thì các bạn hãy bình luận nhé. Các bạn thấy có đẹp không? Tiếp theo mình xin giới thiệu một chiếc xe bắn tên lửa rất là đẹp. Chiếc xe này có thể bắn tới tận 6 tên lửa cùng một lúc và thay đạn rất là nhanh. Xe này thường dùng trong các quân đội hoặc là chiến trường. Xe này rất có tác dụng trong rất là nhiều trận chiến. Đây là con mèo của mình. Và mình xin giới thiệu một chiếc tàu lửa. Tàu lửa này rất là đặc biệt. Nó có cái cần điều khiển nè. Mình gạt một cái là nó chạy luôn. Các bạn có thấy hay không? Ngoài ra nó còn có những tấm hình rất là đẹp. Có thể chở người trên những đường ray và những đường sắt. Các bạn thấy hay thời thôi nhé. Và sau đây mình xin giới thiệu một chiếc xe bán tải, như chiếc xe vượt địa hình nhưng mà rất là kinh dị vì nó có hình mặt hình quân zombie, rất là ghê rợn đúng không nào. Xe này có 4 bánh rất to, có thể đi trên những đường đất đá rung lắc rất mạnh. Xe này có lực chống chịu rất lớn, có thể chống chịu được những đường đá lớn. Và đây là một chiếc xe giao hàng rất là tiện luôn. Và các bạn thấy có một cái vỏ ở đằng sau nè, có 2 cái bánh ở phía trước nè. Xe giao hàng này rất là tiện, các bạn đặt hàng gì thì xe này có thể chở tới ngay và luôn. Cái xe này có cái vỏ màu xanh rất là sặc sỡ, rất là sặc sỡ luôn. Phải không các bạn? Và đây là một chiếc xe tăng. Ui, xe tăng có 2 nòng. Ui, đẹp quá. Xe tăng này rất là đẹp luôn. Ngoài ra nó còn có thể quay đầu nữa nha. Rất là tuyệt luôn. Bạn thấy hay thì thôi nha. Và đây là một
cũng là một chiếc xe tăng nữa, nhưng mà nòng của nó rất là dài, cũng có thể quay đầu được. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu thấy đẹp thì các bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Còn đây là một chiếc xe bắn tên lửa rất là bộ, cũng giống như một chiếc cũng giống như chiếc xe bắn tên lửa lúc nãy, nhưng mà cái này chỉ bắn được một nòng, nhưng mà nòng này rất là to, to hơn cả 6 nòng hồi nãy. Cái này rất hữu dụng trong chiến trường. Và có chữ M168 rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Và đây là một chiếc máy bay này. Ui, máy bay màu xanh đẹp quá. Máy bay này có hai cái cánh vĩnh lên vậy, như là cánh chim ấy. Ui, nó bay này rất là đẹp luôn. Các bạn thấy hay gì nhớ like nhé. Ui, nó bay lượn kìa. Còn đây là một chiếc máy bay rất là lớn, chở được rất là nhiều khách. Và có một cái đuôi, có hai cái cánh và một cái đuôi rất là dài. Máy bay này còn có rất nhiều cái cửa nhé. Và đây là toàn bộ những chiếc xe, chiếc máy bay và những chiếc xe khác nhau của mình. Đây là kho đồ chơi của mình. Các bạn thấy hay thì nhớ subscribe và like comment cho mình nhé. Tạm biệt các bạn nha.